Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với lần bài boss bắt 94 nè mày. Ngày hôm nay thì Khải đã chuẩn bị mình được 30 con lần bài boss ở đang đánh cho anh em xem nha. Anh em theo dõi thì quên đỡ like cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho nhiều người. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu đánh cho anh em xem. Ở bắt 93 thì Khải đã về bờ một cái giá trị khá cả hợp kim thì Khải cũng đã bán rồi nha anh em. Bây giờ chúng ta đã tiếp tục có tiền đầu tư tiếp tục và muốn tiếp cái này cho anh em xem nha. Và bây giờ chúng ta sẽ qua chính nhặt đồ bỏ đồ anh em xem. Rồi, sẽ lắp tất cả mọi thứ ok rồi, bây giờ chỉ việc thả quốc thôi. Lấy bụp này, ok. Thả lóc thêm con nghe mươi cho ra nó bú rồi, nó đỡ tốn mình nào nè. Thả giờ nó muốn tốn mình nào rồi đó. Để tự quá xa. Hello anh em mới vô nha, kính chúc anh em một buổi xem live vui vẻ nha mọi. Anh em xem live đừng quên cho Khải like, chia sẻ ủng hộ video này cho nha mọi. Rồi Khải kéo thêm người 10 nữa, sợ Khải sợ nó không đủ mana nè mọi. Kéo thêm người 10 ra cho nó có ít mana. Đó, ok. Này đâu bắt đầu bú đồ rồi. Ủa sao con thứ gì nó cứ chạy lên ngựa chứ vậy? Nó hơi náo rồi. Kiếm người mắn rồi nè mày. May mắn nè. Búa tửu nè. Gậy nè. Gậy nè, gậy nè. Full gậy nha nè. Bọn xíu mắn như cũ rồi nè mày. 23 nha nè, 4 nè. 3 nè, 3 là 10 nè. 3 là 13 nè, kèm này 10 nữa là 23 nha nè. 23. Rồi. Trong 4 này cũng nhận. Ok, ngày 10 kia phụ cũng khá ok luôn á. Rồi. Đấy bố thôi. Rồi, nhặt nhặt nào. Bỏ kéo. Lâm. Nó nhặt hai con lần. Khó nè. Ôi, hấp phù à. Từ mình đánh, nữa. Hết tiền phù nè mọi. Vãi đàn. Ủa, chết luôn rồi. Ok, đợi tới. Nhày về bán nhanh rồi lên xem cái này như này. Lúc nãy rút tiền mà nhưng quên đỡ cái tiền phù. Nó... Ok. Bán nè. Ráp nè. Ráp nè. Ráp nè. Ráp nè. Ráp nè. Chẳng sức ráp. Ráp. Chọn con đồ rác không ạ. Chẳng thôi nè. Nhịp. Ok. Hãy tiếp tục đánh cho nè. Ui nè. Rác nè, bằng sắc 25. Vứt nè. Rạp nè. Phôi nè. Phôi nè. Đó, rạp. 15. À, rạp nè mày. Cái máy này làm phôi bước rồi nè. Phôi này ép đồ đạn vào chục vạn nè. Bước nè. Bước nè. Bước nè. Chân sức, bỏ vào chân sức. Cái chuyện thủy không có kháng cả, không gì hết. Cánh phun được mấy người nè mày, không có thiếu gì nữa đâu nè. Rồi, hôm nay con kim như nè. Cứ lần tháng con anh em bỏ từ. Anh em thêm lần xem like đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho như nè mày. Ok, giờ chờ đợi thôi. Một con kim gần chết nè. Phun đôi máy mình không hiện này mà đang quá tưởng này, thiên sơn nè. Rồi cây võng cây đồ các kiểu này điếu. Nhặt đồ. Không có cái vũ khí nha. Dì bói nè. Ui. Ráp nè. Ráp nè. Sinh lực nè. Ráp nè. Ô, gắn độc sinh lực 24.
Rác luôn. Rác. Rác. Sức lực cao không có gì hết. Rác luôn. Rác luôn. Ok. Từ từ anh Hùng Trần Ngọc ơi, em nói anh một lần rồi anh không nghe hả? À? Em đang mắc công việc anh ơi. Trời ơi. Cứ đợi em xong rồi em hỗ trợ từ từ. Nôn dữ vậy. Anh có đang còn tỉnh táo không đó? Nói nãy là lần thứ ba rồi á. Còn tỉnh táo không anh? Thủy nè. Em đang đánh boss mà sao mà hỗ trợ anh được? Anh cứ từ từ chứ. Ui nè. Rác nè. Rác nè. Ít đồ. Quá giọng quá trời không có gì luôn. Rác nè. Áo kim. Rác nè. Rác nè. Xin được cao không đọc. Ok, tiếp tục như nào. Mấy em đang theo dõi đừng quên ủng hộ mạnh, like, chia sẻ, ủng hộ cho em ơi. Tiếp tục là con tiếp theo nè. Rồi. Bỏ thêm con tiếp theo. Gì đây? Thổ. Ok. Tối nay ở bát 94 này thì Khải quýnh 30 con như nào. Tại không nghe thấy. Ủa sao không nghe thấy tao nói con này mà không nghe thấy tao. Anh em có nghe Khải nói không Nam? Bây giờ tiền vào mà nói tiếp tục đám tiếp nè mày. Mít Khải rõ mà sao lại không nghe thấy trời. Không hiểu luôn á. Thủy chết nè, Thủy bị chết nè. Siêu phẩm ơi, siêu phẩm ơi, siêu phẩm nào. Về bờ, anh em đang xem cho Khải một like, chia sẻ hội cho anh em ơi. Vũ khí nè, ok, giá sơ bảo. Này là may mắn đầy luôn anh em ơi. Mát may mắn luôn á. Vui nè. Trời. Rác nè. Rác nè. Ôi giờ đấy nỗ lực cao đi bán shop uống luôn. Quên. Rác nè. Rác. Trời ơi, toàn rác rồi mà được 3 trang sức. Thôi trang sức tuần này không dám đi ép hình tinh nữa em ơi. Đã đi bán lấy 4 đến 1 vạn sướng hơn. Bù lại cái tiền mở boss rồi em. Tiếp nè. Còn gì đây? Hello, đừng có vô nha em ơi. Kính chúc em một buổi tối xem lao dễ nha. Đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ mạnh nha. Khải ủng hộ cho nha em ơi. Bán đi bắt 94 nha em ơi. Bú 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 bú. Không nghe nói. Vãi không nghe nói à, nói giận không nghe nói chịu luôn hoàn ông đang ơi. Thôi chết nè. Thổ nè, thổ nè. Ui sợ, ui sợ. Ui. Khám bân. Rác. Em cũng đọc. Rác luôn. Rác luôn. Không có gì hết. Này xuống trường phụ đánh nhanh lẹ luôn. Nên động trường vài cái được rẹn luôn. Thổ lâu á. Rồi khui tiếp tục của mới. Thì đây hỏa. Đang thổ chết đến hỏa như nào. Rồi, bật kẹo thổ đây. Rồi, bật kẹo. Siêu phẩm ơi. À, vũ khí nhiều nha, lôi sắc nội công rồi. Lôi sắc nội công 200 rồi này nọ rồi. Lôi sắc nội công 200 rồi. Rác nè. Rác nè. Không có gì hết. Rác nè. Trời, toàn rác thôi. Xấu dòng như thiệt mà không có đồ hết hot nên á. Ok, lấy hỏa này.
không biết là có siêu phẩm rồi. Thâu mới nè, họ nè, họ tiếp nè. Này nhiều đồ nha. Từ từ bỏ cái này ra mà full đồ này mà. Ui. Đó. Đó. 40 phôi. Họ sắc ngồi công chấm điểm mắt. Ồ, họ sắc ngồi công mắt luôn á. Mà lấy đâu ai xài nè. Tiếp ra. Họ sắc ngồi 40. Phòng thủ lên 4. Phải. Xong này tiếp tục họ chất nữa nè. Ừ, thả thêm con nữa. Thủy. Khui nè. Từ từ là bộ mắt này phôi à. 120. Chậm này. Ra. Ra. Ra, 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 ra. Rồi, chờ tiếp này mọi người. Họ chất này, lầm tiếp động nữa. Họ vũ khí, dây chuyền, đại lưng. Rồi khui nè. Rá. Ồ, sức lực cao. Lực 157. À, tiếp tục làm đồ này mà, chỉ việc lên làm đồ thôi nè. Chỉ việc lên làm đồ thôi. Rác này. Phản đồng cận chiến, bỏ sinh lực. Cho 20-20. Rồi, chờ đợi tiếp tục em ơi. Đợt này tính ra hơn 10 con mà vẫn chưa có gì gọi là siêu phẩm nữa em ạ. Vẫn trong ngóng heo siêu phẩm nữa em. Vẫn trong ngóng siêu phẩm nha. Mua thêm con nữa. Ờ, thiếu thường vạn. Em giờ thiếu thường vạn. Anh em đang theo dõi đừng quên ủng hộ video Khải hơn 200 like ở cái bát 94 này đã có động lực mua thêm lượng bài bot và đầu tư đánh bot cho anh em xem nha. Và những video ngắn này Khải up vào kênh vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày. Các anh em theo dõi trên kênh giúp Khải nha, ủng hộ nhau like nha anh em. Like cho sẽ mạnh nha. Tầm này tôi nói là mát may mắn anh em ơi. Thứ đầy đủ may mắn luôn. Ô, thổ nhiều vũ, ui chà vũ khí các kiểu luôn ạ. Ui. Thời gian chúng đọc ăn đồ. Dữ dằn nè. Ra. Không có gì sai được. Ừ, nói vậy. Cốc bội, nó tay. Ra. Ra luôn. Ra luôn. Ra luôn. Ra luôn. Được hai món trang sức. Nói vậy 2-3-4-10. Sức sẽ được cao không gì hết, toàn phôi à. Chưa thấy nó ta, đúng không? Chưa thấy cái chuyện kháng cả thổ này mà. Chưa thấy về bởi cái chuyện kháng cả thổ này mà. Thả tiếp nè. Rồi, về bờ thôi. Làm cho kháng cá rồi, thổ rồi chơi coi. Lắm nè. Cái chiên. Ồ, không có cái chiên luôn. Rồi, tụi này không có cái chiên luôn, áo vậy. Chủ yếu thổ và cái chiên mà không có chuyện nữa. Thả thêm. Ui,
Đó. Ủa không bằng. Đó. Rap. Nỗ lực cao. Rap luôn. Rap luôn. Thôi nè mày. Rồi tiếp tục là nhiệt độ như thế nào. Bụp 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 bụp. Ok. Cùng tiếp nè. Mọc nè. Mọc nè. Mọc nè. Mọc nè. Rác luôn. Rác luôn. Ủa, một tay lâu mà mười được. Chôi. Rác luôn. Đọc chắc ngồi không. Rồi tay nữ thắng lâu mà mười cho xem hợp lý luôn. Rác luôn. Một có tài khoản lâu 30 này cũng đưa vào ngày 10 này như làm như đâu. Cuối tiếp. Thả thêm này. Thổ nữa. Động thổ dữ rồi. Chưa phong nguyễn rồi. Đánh nãy giờ gần mười mấy con chưa được gì. Chưa được gì sẽ phóng luôn. Đó. Đó. Độc sắc ngồi 1 điểm vái. Và độc sắc 1 điểm. Và tài khoản lâu 30 kìa. Trời ơi. Đây nào khoản lâu 30 không sinh lực nữa mà. Nhỏ vái. Đâu 21 con lô là 10 nè mà. Mình sắp rác nè. Một cái phôi nè. Trời ơi 2 con tên con lô là 10 rồi. Đấy. Một đa, 2 cái đa lưng nữa em ơi. Ok. Vui nè. Dậy rác 24 4 đồ đồ thắng lôi thắng nãy được đựng tí nữa đó đó được hoa cái đó sinh lực trên 33 đẹp nhờ sinh lực có 30 điểm mà 33 điểm là thảm luôn đó, đó sinh lực trên 33 thì bạn có tay khải luôn nè rồi ok tiếp tục lần tiếp này lâu lâu là món mà không thấy chưa thấy gì này mà thổ bị chết này xuống phụ đào mấy cái đồ này vũ khí ngọc ô không có vũ khí à một cái vũ khí anh em thường mới vô trong một lần hồi chơi nó mà sẽ được cao thôi ui 25-20 được nhắm thắng 25-20 phục hồi thế lực 7 điểm hợp lý luôn á hàng đẹp đi tăng trưởng môn luôn á hàng đẹp tăng trưởng môn luôn á nhắm này phôi đầu anh nào đứng nhặt đồ của mình nối tiếp nè ánh trăng nơi thành thần sơn ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức của năm xưa thời gian trôi thoáng qua như một giấc mộng mê đắm trong lòng tiếng ngang giữa khói bụi nắng này quá đẹp rồi vách dày ngọn đất trời trong nhạc lát rồi biển kinh tương dương nó là đường phôi trang sức trang sức ok những món được hay là đứng trưng bày em xem cho thấy thổ nữa ăn được thổ nữa đang thổ hơi lòng chết rồi